từ Gia Lai đến. Thì nói chung là trên máy bay thì đi là cũng rất an toàn rồi. Khi lên máy bay là người ta kiểm tra khai báo y tế rất kỹ càng. Là mình cũng yên tâm. Thì vừa rồi cũng đi Tam Trúc rồi, nay lên thăm Đăng Bác. Ngày mai mốt là vào khu Tràng An. Mà các du lịch các mọi nơi mọi chỗ mà trong qua đã nó đã qua được cái dịch rồi thì cô phấn khởi. Cô thấy nó an toàn, yên tâm. Không có gì lo lắng cả. Thời gian mà nó bị Covid mình ở nhà mà mình chưa đi được. Bây giờ là mình đi cho nó thoải mái. Chúng tôi rất phấn khởi và cũng như được như con chim sổ lông, rất thoải mái, rất sung sướng, được đi chơi, du lịch. Bây giờ là mở cửa nhưng mà công tác kiểm tra kiểm soát ra vào là vẫn còn chặt chẽ. Mà như thế là chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Nghe trên đài thông báo là hết dịch rồi nên là gia đình đồ đi chơi. Đi du lịch rồi chơi mùa hè thì thấy hết dịch thì mọi người đi chơi thì thấy vui thôi, chứ cũng mừng là Việt Nam mình nó hết dịch. Trong thời gian tới sẽ có các chương trình kích cầu, chương trình hỗ trợ cho khách du lịch cũng như là phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam để tăng cường khai thác khách du lịch đến các điểm đến chính của Việt Nam. Hướng đến một cái dòng sản phẩm là phù hợp với khách hàng nội địa sau cái phục vụ cái tâm lý của khách hàng sau cái đại dịch như này. Thì cái lượng khách hàng mà đến với chúng mình trong những ngày vừa qua thì mình đánh giá là cái phản ứng thị trường tương đối là tốt.